Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay bé Ba sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái bữa ăn sáng của bé Ba hoàn toàn 100% món ăn của Nhật nha cả nhà. Thì thực sự mà nói thì cái món này cũng khá là quen thuộc với các bạn nào mà đi Nhật rồi, hoặc là nói chung là từng nghe đến món Nhật là chắc chắn sẽ biết món này á cả nhà. Tại vì á nó rất là phổ biến thông dụng, giống như bé Ba nghĩ nó giống như là hủ tiếu gõ của Việt Nam mình vậy đó, thì nó rất là thông dụng thôi. Thì món này chính là món Oden. Bé Ba hôm nay sẽ giới thiệu với cả nhà về món ăn sáng của bé Ba hôm nay. Bé Ba sẽ ăn Oden với lại mấy cái chả cá của Nhật đồ nè. Cả nhà thấy chả cá của Nhật rất là dễ thương đúng không? Nó hình con này con kia chụp Mickey nè. Rồi cái này là hình hoa anh đào. Nói chung là nó cũng có chả cá của Nhật. Bé Ba thấy hình như là ở giữa, ở bên ngoài nó bao bằng chả cá, ở giữa nó có cái trứng cút hay sao đó. Mình ăn thử nha cả nhà. Bé Ba cũng chưa từng ăn cho nên là hôm nay bé Ba sẽ mua về ăn thử để nói cảm nhận của bé Ba cho cả nhà nghe nha. Thì Oden á, bé Ba mua một cái túi vậy thì mua rồi. Bé Ba không nhớ tiền nó bao nhiêu nhưng mà khoảng mấy trăm yên đó, là khoảng chừng 40-50 ngàn hay sao, bé Ba chả nhớ. Này là của Topvalu, của Aeon đó cả nhà. Thì Oden thì một lát nữa bé Ba sẽ đem ra nấu trên cái bếp, xong rồi mình sẽ cắt chả mình bỏ vô ha cả nhà. Thì mình sẽ bỏ một chút xíu mì somen á, somen cặp cộng mì somen bình thường á cả nhà, thì mình bỏ vô mình ăn chung. Bé Ba ăn chung trong này. Hôm nay bé Ba sẽ ăn review, bé Ba ăn nói thử cảm nhận của bé Ba về cái Oden này cho cả nhà, giống như là mời cả nhà cùng ăn thử với bé Ba ha. Thì á, Oden này bé Ba đã có từng ăn rồi, thì người ta nấu sẵn mình mua. Mùa đông hay gì đó mình đi chơi ở ngoài trời á thì nó hay bán udon, nó hay bán udon cũng có, nó hay bán yakisoba cũng có, mà nó có bán Oden. Oden như vậy nè, giống như là nó nấu vậy phải không? Thì mình mua thì nó sẽ đổi vào một cái tô bằng cái tô bằng xốp á, cái tô ăn liền á, cái tô mà ăn một lần á cả nhà, cái tô giấy á, thì nó đổ vô đó. Thì trong đó nó có miếng giống như là cái miếng chikuwa, rồi nó có con nha cửa là cái thạch củ nhựa á cả nhà. Nói chung là nó có cái này có kia để bé Ba ăn rồi bé Ba sẽ thử nói cảm nhận với cả nhà ha. Thử hôm nay bé Ba mời cả nhà ăn Oden cùng với bé Ba, nấu Oden với bé Ba ha. Thì mình mua trong siêu thị thì nó đã có sẵn một cái bịch như vậy rồi, mình về mình chỉ nấu thôi, chứ mình không, bé Ba không biết cách nấu Oden như thế nào ha. Thì cái này là nó chỉ có sẵn như vậy thôi, hạn sử dụng là tới ngày 19/12/2020 lận. Rồi một cái gói như vậy có trứng đồ nè, có củ cải đồ trong này ha, có chikuwa, nói chung là nó có đầy đủ thứ trong này hết trơn á. Bé Ba mua một cái túi nhỏ để bé Ba ăn thử xem như thế nào. Nó ở trong này nó có 7 món, nó có để trong này, là trong này nó có 7 món đó cả nhà. Thì thôi giờ mình đi ăn thử. Rồi bé Ba sẵn giới thiệu cả nhà nè, cái chả này bé Ba không biết nó là chả gì ha, nó là terinu. Nó thì bé Ba không biết nữa, bé Ba nghĩ nó là chả hoa bình thường mà mình ăn chả lụa, chả hoa bên đồ nguội của nhà hàng mình hay ăn á. Ở Việt Nam mình ăn khai vị, món khai vị nhà hàng á, thì nó hay để là cái gì chả hoa, nó hay dồn tất cả có này có vị rất là ngon. Chả hoa mình không biết nó, gọi nó là cái tên gì diễn tả sao, nhưng mà ở Việt Nam có món chả hoa, bé Ba nghĩ này là chả hoa nè cả nhà. Ăn thử luôn, bé Ba thử là mình cắt những cái thứ này, mình ăn thử với Oden với lại là một chút somen ha, mì somen. Rồi đây là cái chả đó đó bé Ba, chả hoa, bé Ba nghĩ là chả hoa. Thì thôi mình cũng ăn thử. Cái này thì giá đặc biệt, cái này nội cái cục này thì nó mắc hơn cái bịch xô Oden hồi nãy luôn, cái cục này nó mắc hơn cái bịch súp này luôn. Cái cục này thôi đó, chút xíu vậy thôi, nó là hơn 80 ngàn tiền Việt Nam đó cả nhà. Gần 90 ngàn đó, cộng thuế luôn thì gần 90 ngàn đó. Thì bé Ba ăn thử xem nó là cái gì thì bé Ba sẽ nhân đây giới thiệu với cả nhà luôn ha. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp với bé Ba. Đây nè cả nhà ơi, cái gói Oden nè ha. Đây là chả gì hoa anh đào đó, bé Ba chả biết nữa. Thì mình ăn mình cắt ra thử. Còn này rất là dễ thương nè, chuột Mickey ha. Chả cũng này là cũng là pate chả cá, từ chả cá đó. Còn này là cục pate chả hoa, bé Ba nghĩ là vậy đây. Rồi bé Ba mời cả nhà cùng vào bếp với bé Ba nha. Cả nhà ơi, thì bé Ba đã mở sẵn ra cái chả hoa này ha, bé Ba để đây, với lại là mấy cái này chả cá hoa anh đào. Bé Ba hôm nay mới ăn thử thì mình nó hình cái hoa anh đào ở giữa. Bé Ba thấy nó ghi ngoài bao bì là nó có trứng ở trong, mình thử đi ha cả nhà. Cái này thì rất là dễ thương nè, nó là chukki, nó cũng là pate chả luôn á cả nhà. Bé Ba thử mở cái này ra ha, đâu rồi, đây có cái chỗ mở đây nè, mình mở ra coi nó làm sao. Đó, này cả nhà ơi, mở ra. Đây, dạ, đây, dễ thương nha cả nhà ơi. Thì bây giờ bé Ba sẽ cắt mấy cái này ra thành nhiều chú chuột Mickey ha, mình để trong cái dĩa này. Sẽ cắt ra. Hình như là nó mỗi cái nó có từng lớp hết rồi cả nhà ơi. Hình như là nó đã có sẵn đây nè. Đó, nó đã có sẵn từng lớp và mình không cần cắt đâu, mình cắt nó bị xấu đi. Này cả nhà. Đó, rồi bây giờ bé Ba sẽ cắt cái hoa đào này ra thử ha cả nhà. Nó cắt dao dứt khoát, công nhận. Nè cả nhà ơi, nó hình cái hoa đào rất là đẹp luôn, cả nhà thấy nó đẹp không? Đây, có cái trứng cút ở giữa. Nó thành cái hình hoa anh đào. Nó cả nhà thấy đẹp không? Dễ thương quá ha cả nhà ơi. Đây, bé Ba sẽ trang trí vô trong cái dĩa này. Mình sẽ để trong cái dĩa này rồi một lát nữa mình nấu Oden xong mình để cái này lên ăn. Chắc dễ thương lắm á cả nhà. Tiếp tục bé Ba sẽ cắt. Nhà ơi, tiếp theo bé Ba sẽ cắt cái chả hoa này ra nha cả nhà. Nhìn cũng rất là đẹp ha. Mình cắt. Nè cả nhà ơi, nó đây cả nhà ơi, bé Ba vừa mới sắp xong một cái dĩa chả. Cả nhà thấy ngon quá không? Cả nhà nhìn hấp dẫn đúng không? Đó, dễ thương ghê luôn không? Có hoa anh đào nè, có chả hoa nè, có mấy cái con chuột Mickey nhỏ nhỏ dễ thương. Thôi thì bây giờ mình ra mình nấu Oden ha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ bé Ba sẽ đổ cái túi mì một cái túi Oden này vô trong cái nồi bé Ba nấu ha. Rồi xong sau đó một đợi nó sôi lên xong mình để mì somen vô. Somen á thì nó giống như cọng bún của mình vậy cả nhà, nhưng mà nó là mì vậy ha. Bây giờ bé Ba sẽ đổ vô. Ok. Đổ vô. Xong rồi thì bật lửa lên. Một lát nữa bé Ba sẽ cho cả nhà xem là ở trong cái nồi này thì nó có cái gì ha. Somen thì nó có từng bó như vậy nè cả nhà, bó như vậy nè là mì somen ha. Nhưng cũng có nhiều cái loại mì somen mà nó có đủ màu luôn, rất là dễ thương, màu rất là đẹp. Ví dụ màu hồng, màu xanh. Bé Ba thấy mà bé Ba không có mua loại đó, thì nhà mình còn mì somen này nè cả nhà, thì là mình để vô cái nồi nước này mình ăn chung ha. Nhưng mà bây giờ ở trong bịch của ra còn mấy cái gói mì nó dụng nè, bây giờ mình để vô đi, còn cái bó này mình để lại. Giống như là mình mấy cái bó mà mình ăn lỡ dở rồi đó, giống như là vậy. Đây, bị xúc sổ ra mà mình nhìn cái này nó cũng giống sợi spaghetti ha cả nhà. Đó, thì mình để chút xíu này vô thôi để mình ăn. Ở trong này hình như là nó đã có rong biển nè cả nhà, nó có trứng, có con nha cừ, có củ cải trắng ha. Bây giờ đã sôi rồi đó cả nhà, bếp là để vô ha, để mì somen vô. Mình để vô giống như là để cái này cả nhà, cảm giác nó giống như cái gì? Nó giống như là cái bản gì ta, spaghetti. Mình luộc mì spaghetti mì Ý á, cũng vậy đúng không cả nhà? Bây giờ bếp ba sử dụng cái muỗng bếp ba rồi để nó xuống. Rồi sau đó đợi cái cọng mì này, nó nước nó đang sôi á cả nhà, thì để ba sẽ trộn trộn lên đó. Rồi chừng nào nó mềm mềm bé ba sẽ đổ ra cái tô, rồi mình đem vô trong kia mình ăn với nhau ha cả nhà. Nó có rong biển nè, nó có con nha cự. Bé ba cũng không biết nữa, bé ba để vô ăn cho nó no, tại vì mì ăn cho no. Rồi ăn với một cái dĩa chả hồi nãy mình để vô trong cái phòng ăn rồi đó. Bây giờ bé ba sẽ ăn Oden ha. Mì Oden bé ba đã nấu lên rồi. Rồi mình bỏ một chút xíu mì vô, với lại là chả. Chả thì hồi nãy bé ba đã cắt thủy rồi đó, ha. Bây giờ mình ăn thử cái chả hoa này nè cả nhà, chả hoa anh đào ha. Mình biết chả hoa anh đào nó là gì, mình ăn thử nha. Nó là chả cá mà nó có màu hồng, ở giữa nó có trứng cút rồi đó. Mình ăn thử nha với bà mời cả nhà nè. Cái vị của nó là cái vị chikuwa thôi, bình thường thôi, nhưng mà nó làm cho nó màu mè vậy thôi. Còn này nè, sẽ ăn thử cái chả cá đó, hình như chủng chi thử nha. Món này cái chả cá này cũng bình thường thôi, nhưng mà nó làm dễ thương đó cả nhà. Thì nếu như mà có cơ hội thì cả nhà hãy mua ăn thử nha. Giờ mình sẽ bỏ cái chuột bánh kia, mình bỏ hoa anh đào, bỏ tất cả cái này vô, mỗi cái một chút, mình bỏ vô cho cái tô nóng nóng mình ăn luôn cả nhà, cho nó thử coi nó ngon không ha. Ăn thử một miếng, các bạn ăn cái dĩa này ăn làm gì hết, sao hết được. Mình ăn thôi, rồi chắc là cốc cũ chiều ăn nữa. Ở trong cái Oden, cái này là trong cái Oden sẵn nha, cái súp Oden đó, thì nó có cái này cũng là chikuwa luôn à. Mời ba mời cái này nha. Nói chung là bội vàng thì mình ăn vậy thôi. Một cái phần Oden này bé ba mua dành cho một người ăn á. Cái này là con biển, rong biển đó cả nhà. Còn cái chả hoa thì cũng ăn chả hoa thử với cả nhà nha. Thì cái súp này nó nấu cũng rất là bình thường, bé ba chẳng biết nấu từ gì nữa, nhưng mà ăn cũng được, cũng không khó ăn. Cái mùi nó cũng không có nồng lắm. Chả hoa bên trong này mình thấy có ớt nè, đỏ đỏ. Ăn cho biết thôi. Cái vị của chả hoa giống như Việt Nam mình luôn á cả nhà. Cái chả mà nó làm hay mình hay đi nhà hàng ăn, nó hay làm hình con cá hay gì đó. Mà cái chả hoa người ta gọi là chả hoa là cái này nè. Nó có một chút xíu gì đó vị phô mai đó. Mình ăn thử. Ở trong cái súp này thì nó, ở trong Oden thì nó có cái trứng nè, có một cái trứng, có hai cái chikuwa hồi nãy mình ăn cái rồi đó. Rồi có con nha cừ, là tức là giống như thạch câu câu vậy đó nha. Nó là củ nhựa, người ta kêu là củ nhựa, biết đâu mình ăn đi. Nói chung thì nó cũng không ngon gì, ví dụ như được thì mình nấu bún riêu bún mắm rồi mình ăn. Đúng không? Thì thôi, để ba tập trung với ba ăn hết cái tô này nha cả nhà ơi. Bye. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà trong video clip lần sau nha. Bye.